ring ring， 希望听到你说嗨。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备你的电话。Mình tìm được áo này xinh phết này, cô mình xem chất lượng của nó như thế nào nhá. Một set gồm áo 2 dây len và áo khoác ngoài. Chất len mềm mịn mà không bị ngứa đâu nha. Áo 2 dây bên trong thì chất dày dặn hơn áo bên ngoài nhá. Tay áo rộng nên là có thể che được phần bắp tay to. Mặc lên xinh lắm luôn ý. Áo ngoài sẽ có tả phía sau như này nì. Có điều là tay áo hơi dài một chút nha. Mình mặc sẽ dài che hết cả bàn tay nhưng mà mình lại thích như thế. Mình lại vừa nhìn thấy set áo len này cực xinh. Cùng mình xem chất lượng của nó như thế nào nhá. Một set sẽ gồm áo 2 dây và áo cardigan nha. Chất len mềm, khá là dày dặn. Mình mặc thử thì thấy không bị ngứa đâu. Áo 2 dây không điều chỉnh được dây áo nhưng mà mình thấy áo cũng vừa vặn rồi. Áo khoác ngoài form rộng nên có thể che được bắp tay to nha. Sang áo crop top nên nếu mọi người không muốn hở bụng nhiều thì mặc kèm quần hoặc là chân váy cặp cao nhé. Hi mọi người, lại là mình đây. Chỗ ơi, bạn nào mà thích mấy cái set áo cardigan thì không thể bỏ qua clip này nha. Mình mới sắm được cái set áo cardigan này, phải nói là bao đỉnh luôn á mọi người. Chất vải của nó cực kỳ dày dặn luôn á. Vải này thì là vải len nha mọi người. Lúc đầu mình đặt nguyên set thì mình thấy nó rẻ lắm mọi người. Chứ mình treo chỗ không biết chất vải nó có đẹp hay không nữa. Mà ai đâu có về là chất vải của nó đẹp thiệt. Đâu đó chỉ có một mấy chục cành thôi. Mọi người đã có một cái áo khoác chứ là một cái áo dây ở trong luôn á. Mà nguyên set như vậy thì mọi người có thể tách lẻ ra mang cũng được luôn. Chung á thì mình thấy nó rất là tiện. Chất vải đẹp, form áo cũng đẹp. Đã vậy còn có nhiều màu cho mọi người lựa nữa. Trời thì đã lạnh rồi, mang mấy cái kiểu nguyên set như vậy đi chơi là quá xinh luôn á mọi người. Các bạn mà có bộ có thể mang nguyên set giống mình xong kiểu ngồi sau bộ chở cô không quen lắm luôn á. Nên là cái gì mọi người tham khảo nha. Set áo siêu hấp dán cho người có bắp tay to, giá quá hời cho một set chỉ có 79 cành. Bộ này dành cho bạn nào thích mặc áo dây nhưng ngại khuyết điểm về vai và bắp tay to nha. Chất thun dày dặn, co giãn 4 chiều, dù màu trắng nhưng không bị lộ tí nào. Tay phồng đẹp, đường may nét và không có chỉ thừa. Chất mát, co giãn thoải mái. Mọi người có thể tách set để mặc nhiều kiểu nha. Kiểu đơn giản dễ phối với cả quần và chân váy. Mọi người đã thử kiểu cardigan dáng ngắn này chưa? Mình thấy mấy chị mặc xinh phết nên là đã đặt thử một cái. Áo này chất len cực kỳ dày dặn luôn. Nhưng mà len đan vẫn hơi thưa nên mình nghĩ là sẽ hợp mặc vào những hôm nào trời se lạnh một tí thôi. Hoặc là mọi người nên mặc kèm áo giữ nhiệt, nếu không đi đường gió lùa sẽ lạnh đó nha. Em này thì có đến 5 màu mà màu nào mình thấy cũng xinh và dễ phối đồ ấy. Áo mới mở thì có mùi len mới hơi nồng một xíu. Cái này thì mọi người chỉ cần giặt đi là hết. Mẫu mặc thì xinh như thế này, không biết là mình mặc thì thế nào nhỉ? Phải đặt thử luôn hai màu xem sao. Áo chất vải thun co giãn, đường may đẹp, không có chỉ thừa. Chất vải của hai màu đều giống nhau. Mình thấy áo này hợp với các bạn người nhỏ, vai nhỏ, mặc vừa khoe được vai và xương quai xanh cực xinh luôn. Vai mình hơi to ngang nên mặc bị kích phần vai một xíu. Các nàng lưu ý nha. Mọi người đã biết đến chiếc áo len mà có đến 3 kiểu mặc chưa? Em này có thiết kế khá là lạ so với những chiếc áo len khác ấy. Một mặt áo sẽ là cổ tim, còn một mặt là cổ tròn và có cài cúp nha. Chất len của em này khá là mềm mịn, không bị ngứa đâu nhá. Kiểu đầu tiên thì mọi người có thể mặc nó như là áo cardigan khoác ngoài, cài cúp vào thì nó lại như một chiếc áo len form rộng bình thường nha. Xoay phần cổ tim ra phía trước là lại thành một cái áo khác hẳn luôn rồi nè. Đặt một cái áo mà mặc được 3 kiểu là mình thấy hơi phết rồi. Đây là một mẫu áo len của cô gái nào cũng nên có. Đỉnh cao thực sự luôn mọi người ơi. Xe này tôi nghĩ mặc đi hẹn hò ok lắm luôn đấy. Thử sang cái màu nâu nhá. Mẹ thật sự càng mặc càng thích luôn đó mọi người. Tôi sẽ thử nốt cái màu đen này. Đẹp quá. Tôi nghĩ là tôi sẽ ít thích cái màu này nhá. Thế nhưng mà nó đẹp quá mọi người ạ. Nên thử nha các bạn. Hai mọi người, lại là mình đây. Trời ơi, hôm nay mình sẽ khui cho mọi người xem một cái áo len tay dài hở vai này. Cái chất của nó siêu dày dặn mà chưa tới 90 cành đào luôn á. Cái lúc mà mình xem đánh giá mình kêu ủa phải thiệt không vậy trời, đâu ra mà rẻ dữ vậy. Mà ai đâu có gì, nó rẻ thiệt. Sợ là cái chất vải của nó đúng kiểu dày dặn luôn. Form áo thì cũng rất là đẹp nữa. Áo này thì mình thấy cái kiểu nó rất là sang á mọi người, thì kiểu sang chảnh á. Nên là mình nghĩ chỉ cần phối cái áo này chung với lại một cái quần dài ống loe hoặc là một cái chân váy thì mọi người có thể đi trà chiều đồ này kia, chụp hình lên là đúng sang luôn á. Nói chung là vừa xinh vừa rẻ, nên ngại gì mà không thử đúng không mọi người?